Chào các bạn. Hôm nay tụi mình tiếp tục với cái series cắm trại, nhưng mà lần này là tụi mình sẽ chơi theo cái loại là cắm trại theo màu các bạn. Ở đây là mình có là 7 viên ngọc rồng tượng trưng cho 7 màu các bạn. Còn có là xanh, đỏ, vàng, hồng, xanh dương, cam với lại màu xám các bạn. Tiêu tụi mình chọn đại 7 màu này. Rồi, 7 bi rồng rồi. Mình sẽ bỏ 7 cái viên bi rồng này vào trong cái hũ này. Sau đó tụi mình sẽ lần lượt bốc thăm. Ai bốc vô màu gì thì sẽ sử dụng cái màu đó để cắm trại các bạn. Ví dụ như là mình bốc vô màu đỏ đi, thì mình sẽ vào siêu thị chỉ được mua những thứ màu đỏ thôi. Ví dụ như thức ăn màu đỏ như là ớt nè. Còn những cái để cắm trại ví dụ như là một cái tấm bạc cái gì đó màu đỏ luôn nha. Nói chung là cứ bốc vô màu gì thì sẽ sử dụng cái màu đó để cắm trại bạn. Lực chơi đơn giản như vậy thôi. Rồi ok, mình sẽ cho cô An bốc trước nha. Gì vậy? Ủa vậy? Màu cam. Màu cam hả? Nói chung là An nó sẽ bốc thăm với màu cam bạn. Lực chơi trò chơi hôm nay là cứ vào siêu thị thôi, không được mua ngoài, chỉ mua trong siêu thị thôi. Màu cam là chỉ mua những thứ màu cam trong siêu thị thôi nha. Rồi tiếp theo là cô giấy. Wow. Đưa cho bạn coi, đưa cho bạn coi. Đây là màu xanh dương các bạn, xanh dương. Nên nhớ màu xanh dương ít đồ ăn lắm em. Ok chưa? Nói chung là màu cam, màu xanh dương, tiếp theo là mình nha. Đây mình được màu vàng các bạn. Màu vàng là chắc là mua xịt. Cầm giùm anh coi. Rồi tiếp theo là ai? Em. Lắc lời mà không đủ bằng vàng nữa. Rồi tiếp theo là tới cô Tú nha, vô em. Được cục gì đưa cho bạn coi nha. Đây là màu hường mạnh mẽ cho bạn. Màu hường mạnh mẽ. Rồi tiếp theo là anh Toàn. Rồi màu xám. Màu xám mày mày. Đưa cho bạn coi. Đây là màu xám xịt chó cho bạn. Rồi tiếp theo là Hương, còn hai màu cuối cùng. Màu xám, ấy lộn quá, màu xanh. Cái này là màu xanh lá cây các bạn, Hương sẽ cắm trại với màu xanh lá cây. Lá cây non. Còn màu cuối cùng là màu đỏ nhưng mà không ai bốc được các bạn, chỉ có 6 đứa tụi mình chơi thôi. Còn màu cuối cùng này là màu đỏ là bỏ qua nha. Tiếc chứ hả? Đâu cái cục của anh đâu rồi? Đây nói chung là cái đám tụi mình đưa ra vậy bạn. Viên ngọc rồng. Xíu nha. Nói chung là cái đám tụi mình là sẽ vô siêu thị chọn đồ trùng với cái màu của cái viên bi rồng này nha bạn. Thằng An là sẽ chơi màu cam, Dĩ chơi màu xanh dương, mình chơi màu vàng, Tú chơi màu hường cá tính, Toàn chơi màu xám xịt chó và Hương chơi màu xanh lá chuối. Cũng giấy thôi. Bán hả? Rồi kết quả là trao thêm nguyên một xe nữa bạn ơi. Mướn xe chở nha. Rồi hiện tại là tụi mình đã chắc hết đồ lên trên xe tải các bạn. Và cái đám tụi mình sẽ đi phượt bằng xe điện các bạn. Ở đây là mình có 4 con xe điện bơi ga ếch. Đây là xe điện các bạn, đây là xe điện chứ không phải xe máy nha. Xe điện bơi ga ếch này hiện tại là đang rất là cháy hàng đó các bạn. Phải đặt trước 1 tháng mới có hàng các bạn. Ưu điểm của cái con xe điện bơi ga ếch là khi chúng ta sạc đầy bình chỉ tốn có 2.000 thôi các bạn. Và khi đầy bình thì tốn 2.000 đó chúng ta có thể chạy được đến 120 km. Có nghĩa là nó có thể tiết kiệm được gấp 33 lần so với xe xăng nha. Tại vì xe xăng nếu như muốn chạy 120 km chúng ta phải đổ khoảng 60-65 ngàn các bạn. Còn ở đây chúng ta chỉ tốn 2.000 tiền điện thôi. Bây giờ cả đám tụi mình sẽ phượt một chuyến lên hồ Dầu Tiếng các bạn. Từ nhà mình lên tới hồ Dầu Tiếng khoảng 80 cây các bạn. Xe này nó chạy được hết điện nó tới 120 luôn mà, nên 80 cây là không xi dơi nha. Ok đây, đội nón đầy đủ nha. Đây 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 đây, bạn nào biết chạy không? Ở kia chưa chạy được kìa. Dạng ra vô. Ủa. Con xe này nó có thể đạt được vận tốc tối đa là 65 km nha bạn. Giá con xe bơi ga ếch này là 33 triệu các bạn. Nhưng mà chất lượng của nó là có thể ngang ngửa với những chiếc xe máy là 60-70 triệu luôn các bạn ơi. Hiện tại là tụi mình đang lên dốc các bạn. Và đặc biệt là cái con xe này có thể tải trọng được đến 250 kg luôn các bạn. Leo dốc bình thường luôn. Hiện tại là mình đang chở thằng cameraman của mình nặng tới 80 kg luôn. Còn mình thì chỉ có 46 kg thôi. Là 120 mấy kg, chạy bình thường nha bạn. Nói chung là giá 33 triệu nhưng mà chất lượng nó không thua kém gì mấy con mà 70-80 triệu đó bạn. Một chiếc xe rất là đáng mua nha.
mấy cô nó chạy rất là phấn khích luôn mày, có đua kìa, đúng gió kìa, đúng gió kìa Bảo. Khó chạy kìa. Rồi tụi mình đã đến được hồ Dầu Tiếng các bạn. Nói chung là đồ rất là nhiều luôn, cả đám mua quá trời đất luôn, mỗi thằng là một đống đồ như vậy đó các bạn. À bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ đồ của từng người nha. Đầu tiên sẽ là màu cam. Đây đội cam, đó chính là Cu An đội cam. À gồm có là những thứ gì nè, quay cho bạn sơ cho bạn coi nè. Đây là một cái đống đồ ăn của Cu An. Thức ăn cho cá màu cam nè, trà sữa màu cam, nách màu cam, bánh xốp màu cam. Ở đây có một cái đôi dép màu cam luôn nha các bạn. Khẩu trang màu cam, nước cam, mì cam, nước chấm cam, nước cam, Mirinda cam, xúc xích, sốt cam gì nữa nè, bánh cam, Mirinda cam, cái ca màu cam luôn, chai nước cam, phô mai màu cam, cá hồi màu cam nè, rồi hai tấm cam màu cam luôn. Rồi tiếp theo là đồ dùng các bạn. Đồ dùng thì gồm có là một cái mền màu cam, hai tấm xốp màu cam nha các bạn, bốn cây chổi màu cam, cuộn dây màu cam luôn nha, cuộn dây cột màu cam, một cái thùng rác màu cam, hăng bếp màu cam. Rồi tiếp tục một cái tấm hãm yoga màu cam. Rồi cái đồng hồ màu cam, cái này gọi là cái gói cam nhưng mà có pha thêm chút hường nam tính các bạn. Củ cà rốt màu cam luôn. Và cuối cùng là một cái bộ đồ đi biển màu cam luôn. Ở nói chung là bên đồ nghề của Cu An là chỉ toàn là màu cam các bạn. À Cu An nó sẽ dùng hết cái mớ đồ nghề này của nó để dựng lên một cái gọi là cái liều, cái trại các bạn, để có thể ngủ qua đêm ở đây nha, cắm trại tại đây nha. Đội xanh của Cu Dĩ thì gồm có là một cái tấm bạc màu xanh nè, một cái mền màu xanh dương nè, bốn cây chổi màu xanh dương, một cái tấm biển treo cổ màu xanh dương, một trái chuối màu xanh nè, hai cái hãm màu xanh và một cuộn dây cột cũng màu xanh dương luôn, xe nách màu xanh dương nè, bánh kem rim gì cũng màu xanh dương nè, tiếp tục bánh màu xanh dương, xúc xích màu xanh dương, nước uống do bót màu xanh dương, cái ca màu xanh dương, Pepsi màu xanh dương, bánh màu xanh dương. Kết quả là nó có 5 hũ xúc xích màu xanh dương nè, chai vodka màu xanh dương, bộ quần áo của mấy ông già các bạn, phú ông đúng rồi, phú ông màu xanh dương. Rồi đôi dép cũng màu xanh lô dương luôn nha. Đó nói chung là đồ nghề của Cu Dĩ là xanh dương hết. Rồi tiếp theo là màu vàng nha các bạn. Các bạn mới vô nhìn thấy được cái dù của mình là cũng màu vàng luôn nè. Cái này gọi là cái xe đẩy các bạn, xe đẩy màu vàng. Một cái gói màu vàng nè. Một cái cây chùi bồn tắm nữa bạn, cái cọ bồn tắm nè, màu vàng. Ba cái chổi màu vàng, một trái chuối màu vàng, một cái tấm xốp màu vàng, ba cái tấm hãm màu vàng, cái thùng rác màu vàng. Trong cái thùng rác này là mình đựng là đôi dép màu vàng nè, bộ quần áo màu vàng và cái nón màu vàng nha bạn. Chuối màu vàng, sầu riêng màu vàng và mít màu vàng, khoai tây màu vàng nè, bánh bắp màu vàng, bánh bông lan màu vàng, bánh tây màu vàng, mì cung đình màu vàng, mì ly cung đình màu vàng, bắp vàng, trà lip tông màu vàng, dầu ăn để tối anh em giao lưu đồ này các bạn, màu vàng luôn nha. C2 màu vàng nè, cái ca màu vàng, nước hoa cúc màu vàng, rồi number one màu vàng, stain màu vàng và nước hoa cúc màu vàng. Ở đầu ngày màu vàng của mình là cũng khá là nhiều các bạn, rất là nhiều nha. Tiếp theo là màu xám của Cu Toàn các bạn. Màu xám thì gồm có là bốn cái tấm hãm màu xám nè, một cái mền màu xám nè, cái này là cái tấm hãm lót chân nữa bạn, màu xám luôn. Rồi cái này là cái gói, cái đồ ôm bạn, con chuột hay là con chó gì màu xám nè, đôi dép màu xám, bộ quần áo màu xám, bốn cây chổi màu xám. Về đồ ăn thì màu xám rất là khó chọn đồ ăn các bạn, tại đồ ăn đa số tao lấy cái các màu bắt mắt chứ không ai lấy màu xám cứ chó hết các bạn, nên nó mua được rất là hạn chế nha. Một cái lon bia Sapporo màu xám này chắc lấy đại chứ nó đâu biết uống bia đó các bạn. Nước hạch gì nè màu xám nè, nhìn rất là ghê luôn. Đây là phô mai nè, cũng màu xám luôn, hai lon hạt nữa. Còn đây là nước Wario cũng màu xám luôn, cái gì chua chua các bạn, cũng màu xám luôn nè. Cái bánh này thì nó không có xám lắm bạn, nó muốn nâu nâu nè, nhưng mà chúng ta tạm chấp nhận cho toàn luôn nha bạn, chứ nó không có gì ăn luôn là nó đói luôn các bạn. Pepsi màu xám và hạt hướng dương này nó cũng nâu nâu chứ không có xám luôn các bạn, nhưng mà chúng ta tạm chấp nhận luôn nha, chứ toàn nó không có gì ăn luôn các bạn. Nó chỉ có việc là ăn phô mai
ăn giặt mấy cái trái này với lại ăn 5 cái cây này để sống qua ngày thôi nha các bạn. Không có gì màu xám để cho nó ăn hết. Nói chung là toàn nó rất là nhỏ luôn. Nói chung là mình thấy trong cái đám này là màu xám là nó ít đồ ăn nhất các bạn. Không có gì màu xám hết. Màu hường của con Tú thì gồm có là một cái tấm bảng phòng ngủ, phòng nghỉ màu hường nè. Này là cái gối nha, cái gối này, gối tình yêu nè các bạn, thấy chữ lớp không? Lớp, gối tình nhan nha, màu hường. Đôi dép màu hường. Cái nón này là cái nón để dành cho nón tay bèo các bạn, dành cho mấy đứa bánh bèo đồ á, mấy bé bánh bèo đồ, màu hường. Đó là cá tính luôn các em. Trời ơi, nhìn kìa, nhìn mẻ kìa. Rồi một cái quần màu hường nè. Một cái áo màu hường nè. Này là cái mền các bạn, cái mền màu hường. Rồi trái chuối này là cũng màu hường luôn các bạn. Rồi cái này là một cái mồm các bạn. Cái này gọi là cái dù mồm, cái liều mồm các bạn. Cũng màu hường nha, cái vỏ màu xanh nhưng mà bên trong nó là màu hường các bạn. Đây màu hường nè. Cuối cùng là hai tấm hãm màu hường. Và tiếp theo là đồ ăn nha. Đồ ăn thì gồm có là bánh cốm dâu màu hường nè, nước dâu màu hường, nước cherry gì đó màu hường nè, sữa màu hường các bạn, rồi bánh gì đó màu hường nè, màu hường nè, màu hường nè, màu hường nè, và hường luôn các bạn. Hết. Nói chung là bộ đồ nghề của con Tú là mình thấy là rất là nam tính luôn các bạn, mạnh mẽ lên. Rồi cuối cùng là cung hương các bạn, thanh niên rất là xanh luôn, non và xanh. Chúng ta sẽ xem bộ đồ nghề non và xanh cung hương có gì. Cái này chính là cái điểm để dành chúng ta đặt đích lên các bạn. Điểm ngồi nha, điểm ngồi màu xanh. Cái quách gì đây? Đây là hang lau mặt. À, cái này là cái hang tắm các bạn, lau mặt gì mà lau vậy hả? Thường lau đây là cái hang lau mặt đó bạn. Nó dài lau được nhiều, tiết kiệm. À, lau là lau mặt trước nè. Cái đeo lúc lau mặt trước lau được mặt sau nè. Quá từ heo. Đồ ơi, đây là cái hang tắm nha bạn. Rồi một cái tấm, một cái mền màu cái xanh mền. Xanh và non nha. Xanh lá cây các bạn, một cái mền màu xanh lá cây. Một cái cây dù màu xanh nha bạn. Ô dù này dù dữ rồi dù anh á. Wow. Dù này để chút nó đi mưa thì xem cái bạn có bị dọn không. Ồ, một cái dù màu xanh nha. Rồi một cái đôi dép màu xanh lá cây. Một cái quần màu xanh lá cây. Áo này là áo ráp các bạn. Áo ráp màu xanh lá cây. Cái này là mình mua hiêm cho nó các bạn. Cái này là mua hiêm chứ trong siêu thị là không có bán mấy cái đồ ráp này nha. Nhưng mà mình đi ngang á, thấy mấy người bán ngoài đường thấy bán đồ ráp đây là quá là hay luôn. Nếu như mặc mấy cái bộ đồ mà trong siêu thị màu xanh thì nó không có cá tính các bạn. Mua cái bộ đồ ráp với lại cái nón ráp này là vài bữa mà Khương nó có bị thất nghiệp hay gì đó thì nó đi chạy ráp là được các bạn. Nói chung là một công 2 triệu luôn nha. Nón ráp và áo ráp luôn các bạn. Thành rapper may mắn. Rồi 4 cây chổi màu xanh lá cây. Một cái hùng rác màu xanh lá cây. Một cái bao tay màu xanh lá cây. Cái này là cái hăng tẩy bàn nha bạn, màu xanh lá cây. Hai cái hăng tẩy bàn luôn. Còn cái này là cái quách gì vậy? À, nói chung là Hương nó mua cái tấm ra nha bạn. Cái đây là tấm ra nha. What the? Chấm hỏi. Chút tấu ăn chứ là gì? Tạp dè. Tạp dè màu xanh lá cây luôn bạn. Nó mua tấm ra rồi mua thêm tạp dè nữa. What the hell. Rồi một cái sợi dây màu xanh lá cây nữa bạn. Còn cái này là cái gì đây? Còn cái này là cái áo màu xanh lá cây các bạn. Nó định mặc chung với là cái quần xanh lá cây á. Nhưng mà đi đường mình thấy áo ráp á nên mua áo ráp nha. Trời đó, nó sơ cua hai cái áo luôn nha. Rồi hết rồi. Tới đồ ăn. Đồ ăn thì gồm có là một trái dưa hấu màu xanh nè. Rồi bánh bao màu xanh. Há cảo màu xanh. Ống hút màu xanh. Này mình không biết cái này gì khoai tây hay gì các bạn mà màu xanh luôn nha. Trời ơi, nó uống cái tạ đạo luôn. Trà nha bạn, trà này đây rất là đắng luôn, màu xanh. Một cái ca khổng lồ luôn, màu xanh. Mì chay, màu xanh. Cái bánh gì đó không biết luôn, Hàn Quốc, màu xanh luôn. Mì chay nữa, màu xanh. Lifebuoy, màu xanh. Kẹo nho, màu xanh. Bánh bông lan, màu xanh. Nước nho, màu xanh. Cái nồi, màu xanh. Bánh mochi, trà xanh. Trà xanh, trà xanh, trà xanh. Mirinda xanh, Fanta xanh. Double min xanh, kẹo xanh. Và cuối cùng là nước dâu, nước nho xanh hết. Không biết là hồi đó nó có gì cái mùa sắm sao nó mua rất là nhiều luôn bạn, cả đống luôn. Ok, nói chung là rất là nhiều luôn, nhiều hơn ăn luôn, ăn nó mua rất là nhiều, Hoàng Hương nó mua nhiều hơn đó nha. Ok, bây giờ cả đám tụi mình là sẽ dựng trại với bạn và cắm trại ngủ qua đêm tới sáng mai luôn nha. Thử xem là ai là ổn nhất các bạn, tại vì mấy bộ đồ nghề này là có những bộ mình thấy là có nguy cơ là mắc mưa rất là cao, đặc biệt là mùa này á, đang áp thấp nhiệt đới các bạn, gió đây rất là mạnh luôn, là tối nay có thể là mưa các bạn. Ok, vậy thôi. Rồi sau khoảng 1 tiếng đồng hồ ngồi dựng lều thì cái đám tụi mình đã làm sao các bạn?
mình sẽ review sơ liều của từng người nha. Đầu tiên là liều của thằng màu xanh nha bạn, đội xanh. À, liều màu xanh này thì nó sử dụng tông nền là màu xanh nha bạn, xanh lá cây nha. Đầu phía bên đây nó dựng một cái dù để chắc để che mưa. Cái này là cái tấm này là cái tấm hành tế vàng các bạn. Nó vẽ bốn cái cây chổi, nó cắm bốn góc. Đó, nó cắm cây chổi bốn góc như vậy. Thế là cột cái thân tế vàng lên, hoàn thành cái liều tạm bợ các bạn. Cái liều mà gió hỏi vô rất là nhiều luôn. Mình thấy là gió hỏi rất là dữ nha. Này mà tối ngủ mà mưa mình nghĩ là tạt vô hơn á. Vậy hả? Ờ. Cái này đã có phương án dự phòng rồi. Cắt mày này hết lấy thì đắp là không bị dột. À đồ. Rồi mà nước sao? Gom làm ôm cái màn cho mà không ướt. Ok, nói chung là một cái phương án này gọi là liều liều bốn góc các bạn. 1 2 3 4 giống mấy cái nhà chòi đó các bạn. Rồi chui ra coi thử bộ đồ coi. Đây là cái bộ đồ gọi là ráp nha bạn, bộ đồ ráp màu xanh. Áo ráp, nón ráp, rồi cái quần này. Quần này là quần không phải của ráp các bạn. Rồi dép màu xanh luôn. Ủa có ai muốn đi hát đâu ạ? Cái này rảnh nè. Rồi tiếp theo là cái liều màu hường của thằng của bé Tú nha bạn. Bé Tú sử dụng cái đây gọi là cái liều mùng các bạn, liều mùng nha. Liều này không có chống mưa được. Không hiểu sao nó mua cái liều màu hường này, sau đó nó không có lợp cái gì lên trên hết bạn. Các bạn thấy tên trống lóc không? Do không kiếm được cái gì có thể lợp được hết thôi em. Chắc vậy à. Nói chung là nó đơn giản, nó trùm cái liều mùng này ra, cái nó chui cho nó ngủ các bạn. Tối nay nếu như mà mưa thì Tú nó sẽ ăn cho hết luôn. Còn nếu như không mưa thì chắc không sao. Đó, nó tẩy tấm hạ bá dớn nè. Gói màu hường. Đắp ôm cái con trái chuối màu hường. Đó, đơn giản thôi, nói chung là đồ ngày Tú là đơn giản như vậy thôi các bạn. Đây bé Tú chuẩn bị ra khỏi cái lâu đài màu hường nha. Đây là bộ đồ của bé Tú nha bạn. Hở rốt luôn em, cái quần siêu hấp xuống, không biết mặt rồi. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. Đó, đúng bài luôn. Anh đáp bờ may mắn. Quá đã, quá đã. Rồi, tiếp theo là cái liều màu xám của anh Tò các bạn. Màu xám đen của anh Tò nha. Phía bên đây mình thấy nó có một cái tấm hãm nè. Hãm chùa chân. Nó sử dụng mấy cái tấm xốp này để dành nó làm cái một cái liều hình chữ A nha bạn. Một cái liều chữ A tạm bợ. Có mấy cái dây đồ cột vô. Phía bên trong thì nó làm một tấm xốp để nằm lên. Nói chung là đơn giản như vậy thôi. Chui ra luôn em. Đó cái liều đơn giản. Ô ủa tụi đây là cửa. Tụi phía bên đây là cửa chứ. Trời ơi bộ đồ của mẹ kìa các bạn ơi. À quay gần là mình có thấy được cái không có gì. Mát không? Mát rồi, quá mát mẻ. Đúng rồi, đi cắm trại là mặc đồ vậy mới mát mẻ đúng không? Đúng rồi. Đó nguyên cái bột của bộ đồ. Một bộ đồ màu xám nha các bạn. Quá đã luôn. Tối ngủ gió luồn vô chân lạnh chả khấu luôn á. Rồi tiếp theo là cái liều màu cam nha các bạn. Từ xa chúng ta đã thấy nguyên một cái cục cam lè luôn nha các bạn. Một cái cục màu cam. Phong cách của cái liều màu cam này cũng là liều chữ A, nhưng mà sử dụng cây trụ bạn. Một cây trụ thôi. Sau đó kéo dây qua hai bên. Nói chung là ở ngoài màu cam, trong phía bên trong thì nó lại màu xám nha các bạn. Ồ, nói chung là bé cam này liều cũng tạm bợ không khác gì toàn nha bạn. Bên trong chúng ta thấy là rất là nhiều đồ dụng cụ màu cam luôn. Rồi ok, chui ra cho các bạn coi chiêm ngưỡng bộ đồ cam coi, cửa đâu ạ? Ủa, cửa vẫn là bên hông hả? Ờ, em đâu kéo căng ra đâu. Đây, nói chung là phong cách này là phong cách cắm trại màu cam các bạn. Rất là bãi biển luôn kìa. Ủa, mấy cái hoa văn này là bãi biển nha bạn. Trời ơi, nhìn đúng ngầu luôn á. Trời ơi, nhìn mẻ kìa. Mẹ với cái liều, trời ơi, thôi rồi luôn rồi. Trời ơi, mẹ ơi. What the hell. Ngầu, ngầu, ngầu. Rồi, tiếp theo là cái liều màu xanh dương các bạn. Chúng ta thấy là toàn màu xanh thôi. Phía bên đây chúng ta có chữ là welcome. Tức là chào đón, chào mừng nè. Liều này là phong cách ta cũng là chữ A luôn các bạn. Nhưng mà cái liều này thì nó sử dụng cái tấm bạc màu xanh. Nên nó khá là thoải mái các bạn, rất là rộng luôn. Phía bên trong tấm bạc thì lại là màu cam chấm hỏi. Liều này là khá là rộng các bạn. Phía bên trong là màu cam nha. Ở ngoài màu xanh nhưng bên trong cái tấm bạc này lại là màu cam. Không hiểu nổi luôn. Bên trong là nó dùng cái mền để nó chảy như vậy đó bạn. Có tấm xốp ở dưới. Chảy mền ra. Sử dụng mấy cái bịch rác màu xanh để nó tán lại. Ôm một cái gói màu xanh dương luôn. Một đống đồ ăn đằng kia của màu xanh luôn. Mặc bộ đồ màu xanh luôn.
Rồi ra đây chúng ta review bộ đồ màu xanh của thằng Dĩ coi. Cửa đây hả? Ủa không phải bên hông hả? Cửa đây mà. Ồ, chỉ có thằng này là cửa đằng trước thôi à. Mấy anh đi là cửa bên hông không à. Sao kỳ á? Đây, đây là phong cách gọi là phú ông. Gì á? Phú ông gì? Đúng rồi, nói chung là cũng rất là phú ông bạn. Nhìn qua đầu bẹt phơ đó kìa. Quay quay cho bạn coi kìa. Trời ơi, chắc phéo luôn. Đồ áo xanh, quần xanh, dép xanh luôn các bạn. Quá là xanh luôn. Rồi, tiếp theo là cái liều màu vàng các bạn. Ở đây là mình sử dụng một cái dù để mình trang trí, mình che cái bịch đồ ăn của mình nè. Do cái liều mình không có bỏ đồ ăn vô được, cái là nhỏ. Ở ngoài cái liều là mình sử dụng mấy tấm xốp nè, bây giờ mình che mưa. Bánh xe này là của cái con xe rồ các bạn, của con xe đẩy á, màu vàng nha. Đây, phía bên trong của mình thì nó lại màu xám các bạn. Mình không hiểu là mấy tấm xốp này nó thiết kế như thế nào nữa, ngoài màu vàng, ở trong lại màu xám. Bên trong thì không gian khá là nhỏ bé luôn các bạn. Mình bỏ một cái gối ôm với là cái mền nữa là nó, với lại cái gối nữa là nó hết bắt tiêu cái không gian luôn. Mình sẽ biểu diễn chui vô thử cho bạn xem nha. Cái này thì chui nó hơi cực chút nha bạn. Mình phải chui như vậy nè. Ôi mấy nó. Đây các bạn thấy cái không gian là nó khá là tù luôn các bạn, nó có chút xíu như vậy à. Mình không có lăn mình hay gì được hết, nói chung là mình chỉ việc là nằm như vậy và ngủ thôi. Phía dưới đây là mình ngủ là ló cái chân như vậy đó bạn, thả xuống thử cái gì. Thả xuống, đó là tối là mình ngủ phải dày đó bạn. Phải dày mới ngủ được nghe, còn thẳng ra là xác định là ướt giò nha. Chui ra. Chúng ta là liều tạm bỡ. Cái gì, cái này mà tạm bỡ hả? Nè, chỗ này có thể ngồi chơi nữa nè ha, nè, đã chưa? Mày ngăn nữa nè. Chơi gì? Ló giò đó mà. Có chỗ này chỗ ngồi chơi. Nói chung là cái liều này là phong cách là có thể di chuyển được các bạn. Bây giờ là cũng hát nướng rồi đúng không? Nè gian gian nè, muốn di chuyển luôn mà tới gần nắm này kéo lên cái đẩy một cái là đi ra ngoài ngoài tắm mưa luôn, tắm sông luôn nha bạn. Nói chung là phong cách này là có thể di chuyển được. Ngon á, sáng nay có kế hoạch rồi. Rất là linh hoạt luôn. Hiện tại là khoảng 2-3 giờ chiều các bạn. Cả đám tụi mình sẽ tắm nha, tắm cho mệt rồi bắt đầu mới gọi là ăn uống nha bạn. Bây giờ là tắm nha. À, hai đồ đây ra tắm nha bạn, chứ mặc cái mấy bộ đồ này mà có một bộ duy nhất à. Tắm phát là không có đồ hai nha. Ok, bây giờ mình sẽ hai đồ ra tắm bay. Đi. À, mùa này cái hồ Dầu Tiếng nó có rất là nhiều sóng luôn các bạn. Đây bạn thấy đóng ập 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 như là biển không? Đây sóng nó đập vô bờ như vậy nè các bạn. Mùa này thì có mấy con này rất là nhiều các bạn. Chép chép hay hến gì nè, có rất là nhiều luôn, hồ Dầu Tiếng luôn. Đây từ xa các bạn nhìn thấy được 6 màu của 6 túp liều nha. Màu cam nè, màu xanh dương, màu vàng, màu xám, màu hồ và màu xanh lá cây các bạn. Nói chung là màu của ai cũng nổi hết, ngoài từ cái hàng liều màu xám các bạn. Ok, tại chiều rồi tụi mình ăn chiều các bạn. Mình thì toàn là bánh thôi bạn ơi, rất là nhiều bánh luôn. Chiều thì mình sẽ ăn đơn giản là ăn bánh với lại uống C2 nha. Và kèm theo trái cây, chuối mít rồi nữa. Mình sẽ ăn thử cái món bánh bắp này. Mình tưởng bánh bắp này là nó bánh nó tròn tròn hình trái bắp chứ bạn. Ai ngờ là nó là giống bánh tây nha. Đây kết quả là bánh bắp là cái bánh nó dẹp dẹp như vậy nữa các bạn. Mỏng lát như vậy nha. Rất là hơi bùi bắp luôn. Đúng là bánh bắp. Uống C2. Và ăn chuối màu vàng nha bạn. Chuối màu vàng. Nói chung là cuộc sống của mình là tràn ngập màu vàng. À, còn màu cam của mình á thì mình sẽ ăn gồm có là bánh bánh gì nè. Bánh cá với cái bánh sandwich. Ủa lộn. Sandwich chip gì đây nè. Và mình sẽ uống nước ngọt nha. Buổi chiều đơn giản của mình thôi, không ăn gì nhiều. Còn tối mình sẽ nấu mì sao. Nói chung thì mình cũng hên lắm mấy bạn. Dính được cái màu cam, thành ra là cũng rất là nhiều đồ ăn. Nhưng mà bù lại thì mình mua được cái liều nó hơi bị chặt hẹp một xíu. Nhìn ăn giống như con dĩ nhà mình. Ăn được không? Rồi còn màu xanh dương của mình là sẽ ăn xúc xích lắc với sữa dâu mốt.
Còn màu xám thì mình sẽ uống Wagyu với ăn phô mai này nha mấy bạn. Cái mùi nó đang ăn sữa chua chứ. Sữa chua không đường. Ớn quá. Nó quá béo. Rồi tiếp theo là bé Hường nha bạn. Bé Hường ăn gì em? Em ăn bánh với uống sữa anh. Ăn bánh gấu. Ăn bánh gấu bột Hường. Rồi uống nước gì? Uống sữa anh. Sữa Hường luôn. Nói chung là bé Hường của mình trời ơi đẹp gái kìa mấy bạn ơi. Không thể tin được. Mặc đồ cao cao là Hường ơi, nó rú không? Trời ơi mẹ ơi, ôi chu cho. Tối nay chắc anh ăn chắc không tha đâu. Tiếp theo là màu xanh lá cây non của mình nha mấy bạn. Bên mình thì chỉ được cái có điều kiện thôi, nên mình sẽ quyết định sẽ ăn một món nước. Bây giờ mình sẽ vào bếp. Đi cameraman qua bên bếp lửa mình mới đốt vào đây. Rồi ok, vào bếp thôi. Đây là há cảo. Mình quyết định sẽ xiên nó đem nước. Đó, một em xiên hai cái trước đi. Đó, mình vào bếp. Này mình ăn há cảo, uống Miranda xanh. Chúng ta cần phải quay đều tay. Quốc ơi. Ok. Rất là hồi hối luôn. Để phải đợi cho có hàng mới nướng được. Rồi buổi tối tụi mình quay quằng bên cái đống lửa trại và ăn tối với bạn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu xem buổi tối là cô Vĩ đang ăn gì nha. Sao chào Phú Hậu. Phú ông anh. Phú ông. Phú Hậu nó không chịu rồi Phú ông. Tôi già. Ăn gì vậy? Bánh bánh gì vậy? Đây là bánh xanh dương. Bánh xanh dương các bạn, bánh tôm tôm xanh dương. Rồi uống nước Fanta. Fanta Việt quá. Mà xanh dương luôn. Ăn về hơi no không em? Cái này ăn giặt mà anh. Ăn giặt rồi hả? Chịu rồi hả? Rồi tiếp theo là bạn Toàn. Bạn tiếp tục ăn cái hạt hướng dương nè. Và sô-cô-la. Bánh sô-cô-la. Sô-cô-la là xé ra coi có gì em. Ăn chưa, thử chưa? Ăn rồi anh. Đó nó màu kìa giống xịt kìa không? Ừ nó ngọt chắc chết quá. Dứt răng luôn anh. Nè cắn cái rồi dứt răng không nè. Mềm quá. Nó mềm béo rồi dứt răng gì không? Không, mềm quá. Rồi uống uống Pepsi rồi Wario rồi nha bạn. Nói chung là màu xám là nó không có gì để ăn uống hết á. Rồi tiếp theo là bạn Hường. Ăn gì em? Bánh gì nè anh? Bánh Hường. Rồi nước uống là uống nước Hường. Nước dầu. Đúng rồi, nước dầu. Rồi bánh gì em? Mở coi bánh gì màu Hường đẹp chứ à. Ô màu Hường thiệt luôn kìa. Tờ ơi mẹ ơi. Ui ô Hường. Ăn thử cái coi. Ăn nó nở, uống cái nước vô nở ra chắc hôi rồi luôn. Rồi đứng dậy cho mình coi cái rúng coi đẹp quá đó kìa. Rồi tiếp theo là bạn Cam nha bạn. Bạn Cam thì ăn gì? Em còn em thì ăn mì gói anh. Mì gói, nấu bằng gì? Nấu bằng nước cam. Nấu bằng nước cam, lấy gì nấu? Đây cái này. Lấy lon nước ngọt nấu hả? Truyền thống hả anh? Vậy nấu thử luôn coi. Có luôn, còn ở đây nữa nè. Em còn ở đây là cam. Cam nướng với cá hồi. Cá hồi nướng trái cam. Cá hồi nướng trái cam. Cái món bữa anh làm đúng không? Ồ, bữa ăn ngon lắm á. Và bỏ lên nướng luôn thử coi chút nữa ăn giống của anh bữa của anh không? Chắc là ngon hơn rồi. Cái tài đầu bếp em là đi đỉnh luôn anh. Đó, cá hồi nướng cam. Ôi có kiến. Rồi nấu nước cam để nấu mì hả? Dạ. Nói chung là nước mấy cái nước lạnh đâu không có màu cam các bạn, nên nó phải sử dụng nước cam như vậy để nấu mì nha. Giống bữa anh Vĩ, bữa anh Vĩ có đi cầu gì không em? Có hả? Có hả? Chưa hết báo rồi kìa. Rồi, qua đây. Ok. Rồi, tiếp theo là bạn rapper nha. Bạn rap tối cũng đợi nón như vậy làm màu ấy bạn. Quay clip xong là nó gỡ cái nón xuống nha. Ăn có gì em? Tối thì Hương làm nhẹ mì gói với há cảo.
mì gói với lại há cảo màu xanh nha bạn. Còn đây nước này nước gì, nấu nước gì ạ? Đây là nước trà. À nước trà, xanh trà. Hả, sôi luôn rồi nè, cho nó hành tịnh dễ dàng mà sôi luôn rồi nè, chế okay. Luôn ha. Nói chung là bạn Hương là ăn há cảo xanh với lại mì gói với mì chay, ăn chay do hành tịnh, nước sôi luôn các bạn, chế giùm nó luôn nha. Tự ơi chế nước ra màu xanh xanh kìa, có đáng không? Không, vừa vừa lắm, vừa ý luôn kìa, hay ạ. Rồi ăn cái gì? Đây là bim bim xanh. Bim bim xanh. Còn đây là bánh quế xanh. Ăn chơi. Bánh bánh bao, bánh bao. Wow. Bánh gấp mà có chữ bao đâu. Nhưng mà nó là gọi là bạc hầu á. Ok. Trong thời gian mì chín thì mình cũng thử sức luôn nha bạn. Hồi nãy là mình ăn chiều rồi, bây giờ là mình chỉ ăn chơi thôi. Ăn chơi thì mình là nướng bắp Mỹ màu vàng đó bạn, nướng bắp Mỹ. Đó, nướng chơi thôi. Ăn sầu riêng các bạn. Ăn sầu riêng. Nói chung là mình đơn giản thôi, chỉ tối mình chỉ ăn chơi thôi, ăn sầu riêng với ăn bắp thôi bạn. Trời ơi. Màu vàng. Có nhiều trái cây đó bạn. Rồi sau khi ăn hết sầu riêng thì mình sẽ nướng cái hộp luôn nha bạn. Nướng hộp sầu riêng luôn, nướng bắp, nướng hộp sầu riêng luôn. Rồi mì của bạn xanh đã xong rồi, ăn thử cái mì mà nấu bằng nước trà đắng thử coi như thế nào nha. Trà này nó nhạt lắm, chắc ăn được. Đâu? Sao có đủ không xài? Tại vì mình thích làm màu. Ồ, quất. Sao mì dai chưa? Mì chai mà, mì chai phải dai chứ. Tại vì sao được không? Được, y uống uống rồi. Quen lắm anh, câu gì quen lắm. Trời ơi, giống đi heo dĩ được quá. Há cảo hết rồi. Trà bình thường. Wow, mì có há cảo nữa, trời ơi, sang chảnh luôn á. Há cảo trà, xanh lè. Há cảo hẹ, đúng không? Hẹ hành gì quá trời à. Xanh lè luôn nè. Rồi, nước sôi của cô Quang nó sôi các bạn ơi. Nước này nước gì chứ em ăn? Nước cam. Tạo bao cam thiệt kìa. Anh nói đùa. Em chế nước cam mà. Ừ, bà nấu lên đi ra bột cam ha. Rồi mình sẽ ăn thử mì chế nước cam nha. Đây. Nước bột cam luôn. Quá. Nước cam hả? Quá cam luôn hả? Cam không? Không đâu, nó đổi màu anh ơi. Dạ em ăn thử rồi. Nó ngon rồi. Sao? Nó ngọt ngắt luôn à. Ngọt ngắt. Ngọt đến nỗi mà không muốn ăn luôn. Nó ngọt nó không muốn ăn luôn rồi. Ý như là mình ăn bột niêm vậy á, bỏ nước vô, bỏ bột niêm vô ăn thôi à. Đây nè mọi người, cho ăn thử không? Thôi, được rồi, em hy sinh mình em thôi chứ. Bởi ra cho bạn ăn thử thức nha bạn. Thử thức tại bạn. Wow, cái đĩa đâu, cái đĩa đâu. Giờ ăn thử chấm. Giờ cảm ơn. Thì đánh giá cao của em á, món này rất là ngon, vị béo đầy đủ, có hương vị của chanh nữa, 10 điểm, ngon lắm mọi người. Khói thôi nó bay vô hướng anh đâu, anh không có né ở đâu được hết, đi đâu nó cũng đi theo hết á. Món này 10 điểm nha các bạn. Đó. Ok. Rồi hơn 10 giờ tối rồi, cả đám tụi mình sẽ đi ngủ các bạn. Mình sẽ review xem chỗ ngủ của mỗi người là như thế nào nha, tư thế ngủ nữa. Rồi đầu tiên sẽ là đội cam các bạn. Màu cam thì phản ngủ như bình thường đó em, không có mền hả? Dạ có anh, từ đầu lạnh cái em làm. Có cái mền đấy hả? Nói chung là bên màu cam là nó sẽ ngủ đơn giản như vậy các bạn. Ôm gói, khi nào lạnh thì sẽ đắp mền. Đây, đội màu cam. Rồi tiếp là phú hộ màu xanh các bạn, màu xanh dương. Nó thì nó ngủ mất tiêu rồi. Trùm nguyên cái mền màu xanh dương. Ở ngoài màu xanh dương nhưng mà ở trong thì lại màu cam các bạn. Nói chung là hai này hơi tiếu tiếu. Đây, xanh dương nha các bạn. Rồi cái này là màu xám nha các bạn. Màu xám là cu toàn. Nó cũng trùm mền nó ngủ như vậy nha các bạn. Trùm mền nó ngủ như vậy. Hiện tại là mưa nó bắt đầu lâm râm. Rồi đây là cái liều màu hương. Ủa lụm nó ra tấm vải nè. Bảo lụm hả? Bảo lụm hả? Nói chung là thằng cameraman là nó ký sinh cái liều màu hương của Tú.
cho cái lều đây rất là bự các bạn. Hai người nằm vẫn vừa nè, nên là camera nó chui ở đây nó ngủ nha. Rồi nó lụm đâu ra cái tấm màu xám xám này nó trùm lên nè. Đó, nói chung là hai vợ chồng nó sẽ ngủ trong cái lều màu hường này. Rồi tiếp theo là màu xanh lá cây. Nó sụp sợi chứ kìa em. Không sao. Đây nó sẽ ngủ như vậy nha. Tối mà gió mà lù chắc lạnh lắm à. Có mền mà. Có mền xanh lá luôn. Chiếc mền lông lá. Hiện tại là mưa nó nhiều mấy hộp nhỏ nhỏ như vậy nè bạn. Các bạn thấy động trên cây dù không? Mưa lâm râm thôi. Mình sẽ chui vào trong cái túp liều màu vàng của mình nha bạn. Đây rất là vàng luôn. Bên trong thì lại màu xám nha bạn. Rất là ấm cúm luôn. Mình sẽ chui vào và ngủ nha. Đây bên trong nó khá là ấm cúm nha bạn. Không gian nó rất là hẹp luôn. Mà nhờ hẹp như vậy thì nó rất là ấm nha bạn. Nói chung là cái đám tụi mình sẽ trải nghiệm mỗi người một cái túp liều nhỏ như vậy. Tới sáng mai thử coi như thế nào nha bạn. Mong là không có mưa, chứ mưa là bên liều màu hồng là chắc chắn là sẽ không ngủ được các bạn. Do nó không có cái gì mà có thể che được mưa hết nha. Nó chỉ là cái liều mùng thôi nha bạn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Rồi trời sáng các bạn ơi. Nói chung hồi tối hôm qua là cái liều của mình ngủ rất là ấm luôn các bạn. Rất là ấm nha. Do xung quanh là toàn là xốp hết luôn. Chỉ có cái chân mình là bị ló ra các bạn. Mình phải đẩy cái chân lên như vậy nè mới ngủ được nha. Nhưng mà ngủ thì không có lạnh gì hết các bạn. Rất là ok nha. Bây giờ mình sẽ ra coi tụi nó ngủ được hay không. Rồi đầu tiên mình sẽ thăm nhà bạn Cam nha. Hello Thái Cam. Ừ. Ngủ được em? Hoàng ngủ ngon không? Dạ. Tối em ngủ bình thường anh. Bình thường. Có lạnh thì chùm mền lên xong mà. Chùm mền ok. Dạ. Nói chung là bạn Cam là có mền nên ngủ rất ok nha bạn. Vậy là tối này không có mưa nữa. Rồi tiếp theo là bác màu xanh. Tối nó ngái với xe lửa các bạn. Lần đầu tiên mà mình ngủ kế bên nó mà ở khoảng cách khá là gần như vậy nè. Tối nó ngái với xe lửa vậy. Khò khò. Quay. Vậy dọn đồ về con. Dọn đồ nè. Biết rồi. Tối ngủ được không? Ngon hả? Được anh. Liều ấm cúm quá mà. Cũng ngái nữa. Rồi tiếp theo là bạn màu xám nha. Nó vẫn còn ngủ luôn bạn ơi, ngủ ngon ghê luôn. Ngủ được em? Xám. Sắp cho. Cái này nói chung là mình thấy thằng nào ngủ cũng ok hết bạn ơi. Cũng được anh bạn, hơi chặt. Hơi chặt thôi hả? Đúng rồi. Ngủ thì được luôn. Rồi tiếp theo là bên màu hường. Cái mền nó không đắp mà nó trùm nó lên như vậy đó bạn. Sao kỳ vậy? Đúng rồi. Vậy dọn đồ về em ơi. Vậy dọn đồ chuẩn bị về em ơi. Bảy mấy rồi. Ngủ được không? Ngon, không có hồng mũi đâu. Không có hồng mũi nữa, ngủ ngon luôn. Cái này sóng đắp rồi đem che đây kìa. Mưa giọt cái em hy sinh mệt em che luôn. Mà ngủ ok hả? Ngon. Không cần mệt luôn. Thấy thằng Gaman nó ngủ mà. Ừ. Tại rồi có ngủ kìa. Thấy cưng thiệt chứ. Rồi cuối cùng là bạn xanh lá cây với bạn. Ủa không đội nón hả? Ngủ không đội nón hả? Mát thôi ngủ không đội nón. Tối ngủ ok không? Có. Cái gói hơn là cái đồ ngồi ha. Wow. Đắp mền rồi cái kiểu mặc áo ráp đồ nữa. Nói chung là cả đám là ai cũng ngủ ngon hết nha bạn. Do cái clip hôm nay, cái nội dung clip hôm nay chỉ là cắm trại heo mào thôi, chứ không phải là thử khách heo số sao các bạn. Nên ai muốn mua cái gì mua. Kết quả là đa số mọi người đều mua những cái đồ có thể che được mưa với lại mền các bạn. Nên ngủ rất là ok nha. Hiện tại là cô An nó đang tháo liều.
Đây mấy thằng cu nó đang dọn đồ với bạn, tháo mấy cái liều này đem về. Rồi bác Hường làm với em. Dọn đồ anh. Biết dọn đồ không? Nói chung là mình thấy là tao đáp đây là cái đồ bộ đồ của Tú là rất là hợp luôn á. Mặc cái bộ đồ là đi chơi với bạn bè là tụi nó mê lắm em. Còn ông nội xanh thì đang ngồi tự kỷ với cái tập về nha bạn. Sao không dọn đồ em? Anh thương anh mày. Mày ăn sáng chứ. Nấu bữa sáng cái rồi muốn làm gì làm. Ok, cả đám tụi mình đã thu dọn rác rồi mấy cái liều nó xong hết luôn các bạn. Bây giờ sẽ rinh lên tên xe tải để xe tải chở về nha. Nói chung là cái clip hôm nay là chơi theo cái gọi là mới lạ bạn, cắm trại heo mau. Kết quả là rất là ok bạn ơi. Chỉ duy nhất là mấy cái màu mà khó mua đồ ăn, ví dụ như là của màu xám rồi. Đây đây đây, đây bé xám. Của bạn xám nha bạn. Bạn màu xám thì đồ ăn nó rất là hiếm luôn bạn, tại vì đồ ăn màu xám thì thường là ít ai sử dụng các bạn. Nên kết quả là nó toàn là ăn bánh thôi à. Còn các màu còn lại thì đồ ăn có rất là nhiều và liều cũng rất là dễ dựng nha. À vậy mình kết thúc video tại đây. Bạn thích video này hãy nhấn like, chia sẻ. Còn bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì click phát để nhận được thông báo khi tụi mình ra video mới nha. Tạm biệt các bạn. Ok, cái đám tụi mình sẽ đi về. What the? Đi về. Để anh về luôn nha. Rất bò này. Ok, bây giờ cả đám tụi mình sẽ đi về các bạn. Nói chung là đi phượt bằng xe điện rất là ok luôn các bạn ơi. Nhìn rất là giống xe máy luôn các bạn ơi. Nên đi đường ai cũng hỏi là xe gì mà đẹp dữ các bạn. Và đặc biệt là xe này là xe điện các bạn, rất là thân thiện với môi trường luôn nha. À, cái con xe BKS này là giá là gần 33 triệu các bạn. Nhưng mà chất lượng phải nói là ngang ngửa những con mà 7-80 triệu luôn các bạn. Xe máy 7-80 triệu luôn. Nói chung là giá rất là ok và đáng mua luôn nha các bạn. Xe này đi rất im và không phát ra tiếng ồn lớn các bạn. Nói chung là đi đường dài mình cảm thấy rất là thoải mái luôn nha các bạn.